Mến chào tất cả các bạn cùng đến với kinh y lược sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Marco chương 2 từ câu 23 tới 28 của ngày thứ ba thuộc tuần lễ thứ hai mùa thường niên năm B và bài suy niệm sau đây. Và một ngày Sa-bát, Chúa Giê-su đi qua đồng lúa, môn đệ người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biện phái với người rằng: kìa thầy xem, tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép như vậy? Người trả lời rằng: các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà David đã làm khi ngài và các cận vệ phải tống cử và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào và đã ăn bánh riêng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào? Và người bảo họ rằng: ngày Sa-bát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát, cho nên con người cũng làm chủ cả ngày Sa-bát. Các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay trước hết để cho chúng ta thấy Chúa Giê-su vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn với nhóm biệt phái và luật sĩ về vấn đề luật lệ. Họ luôn tìm mọi kẻ hở để bắt bẻ gài bẫy Chúa Giê-su, để rồi họ có thể dễ dàng gán ép ngài là người không tôn trọng luật lệ. Thưa các bạn, có phải Đức Giê-xu không tuân theo luật lệ không? Chúng ta hãy nhớ lại các sách Tin Mừng và chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu luôn là người biết tôn trọng luật pháp. Ngay khi ngài được cưu mang sinh ra bởi cha mẹ của ngài là Giuse và bà Maria, đã tuân theo lệnh kiểm tra dân số do hoàng đế La Mã ban hành. Rồi khi lớn lên, ngài vẫn đóng thuế như bất cứ một công dân nào. Rồi trên bình diện tôn giáo, ngài vẫn tuân giữ lề luật của Môsê. Ngài chịu phép cắt bì được hiến dâng trong đền thờ, hàng năm lên Jerusalem để mừng lễ, và vào ngày Sa-bát ngài cũng đến hội đường như bao nhiêu người khác. Hơn thế nữa, chính ngài còn tuyên bố rằng: ta đến để kiện toàn lề luật. Nhưng kiện toàn lề luật ở đây được hiểu ở trong một ý nghĩa là thực hành đức yêu thương. Bởi nếu không có tình yêu thương thì luật lệ chỉ như là cái xác không hồn. Bởi mục đích của luật lệ là vì con người, là để giúp con người được sống an toàn hạnh phúc, chứ không phải là để đàn áp và gây bất ổn cho con người. Luật lệ chỉ có ý nghĩa và giá trị khi nó là một biểu lộ đích thực của tình yêu thương. Nếu đi ngược lại với sự sống và tình yêu thì luật lệ chỉ là những luật lệ bất công. Khi đề cập đến luật lệ của con người thì triết gia nổi là Schopenhauer, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1788 tại Danzig, đã ví von như sau: luật pháp cũng giống như một mạng nhện, nhưng con ong gấu thì vượt qua một cách dễ dàng, còn những thứ ruồi nhặng thì kẹt lại. Đây là một sự thật đau lòng mà chúng ta chứng kiến mỗi ngày trên khắp thế giới. Những con ong gấu, tức là những người làm ra luật, những kẻ có quyền thế trong tay, những kẻ có tiền bạc, danh vọng, thường trui qua những kẻ hở của luật pháp một cách dễ dàng, giúp họ luôn đứng trên luật pháp mà chính họ đã lập ra. Thực vậy, thưa các bạn, việc câu nệ vào hình thức của luật lệ như giữ luật ngày Sa-bát đã làm cho lòng các luật sĩ và biện phái ra chai cứu, dựng dưng trước sự đói khát, khổ sở hay ốm đau chết chóc của con người, nên hoàn toàn không phù hợp với tinh thần cũng như mục đích nguyên thủy của luật lệ. Do đó, Chúa Giê-xu đã khiển trách họ: ngày Sa-bát được tạo ra là vì con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Tin Mừng Thánh Marco chương 2 câu 27. Quay nhìn lại thái độ của vị thượng tế Abiata mà bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến, cũng tương tự như thái độ mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta ngày nay. Những giới luật ít quan trọng hơn phải nhường chỗ cho những giới luật có tầm quan trọng, ý nghĩa lớn lao hơn. Có nghĩa là luật bác ái yêu thương cần phải được đặt lên trên tất cả. Như trường hợp khi Chúa Giê-xu chữa bệnh cho một người phụ nữ bị
quỷ ám. Ngài đã nói, con ba này là con cháu ông Abraham bị Satan trói buộc đã 18 năm nay. Thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao? Tin Thánh Luca chương 13 từ câu 10 tới 17. Ngoài ra Đức Giê-xu còn chữa bệnh cho người bị bại tay. Tin Thánh Ma-thêu chương 12 câu 9 tới 14. Tin Mừng Thánh Marco chương 3 từ câu 1 tới câu 6 và Tin Mừng Thánh Luca chương 6 từ câu 6 tới 11. Người chữa lành cho người bị mắc bệnh phù thủng. Tin Mừng Thánh Luca chương 14 câu 1 tới câu 6. Người chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bethsaida. Tin Mừng Thánh Gioan chương 5 từ câu 1 tới 18. Chữa một người mù từ thuở mới sinh. Tin Mừng Thánh Gioan chương 9 từ câu 1 tới 41. Tất cả đều đã được thực hiện vào ngày Du Lễ, tức là ngày Sa-bát. Thưa các bạn, đến từ đó chúng ta cũng dễ hiểu rằng luật lệ về ngày Du Lễ, Sa-bát không được vượt ra ngoài những lợi ích căn bản cho con người, là giúp cho con người được sống an toàn, hạnh phúc hơn. Lấy cảm hứng từ quan điểm này, Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh rằng luật lệ yêu thương an toàn phải đứng trên tất cả các luật lệ kinh tế và xã hội, chứ không được đi ngược lại. Nằm trong ý nghĩa đó, Thánh Ignatius, Thánh Antiochia đã có nhận xét như sau: những người sống theo luật lệ cũ sẽ đạt đến một niềm hy vọng mới, sẽ không còn giữ ngày Sa-bát nữa, mà là ngày của Chúa, tức là ngày Ngài chúc phúc cho mọi người bằng cái chích của Ngài trên thập tự giá. Do đó, ngày Sa-bát được đặt ra là vì con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Còn Thánh Augustino thì đã nói như sau: hãy yêu thương đi đã, thì khi đó muốn làm gì thì làm. Chúng ta có cảm nhận được ý nghĩa của lời Thánh Augustino không? Hay vẫn còn bị những luật lệ khác áp đặt chúng ta? Thi hành việc đạo đức tha thứ sám hối, đi nhà thờ phụng sự Chúa, chăm sóc người bệnh, tuân giữ các giới răn, tất cả những điều này chúng ta làm vì hình thức của luật lệ hay làm vì yêu mến Chúa và tha nhân? Ước gì những suy tư này giúp chúng ta sống đầy ý nghĩa hơn, và qua đó để chúng ta có thể yêu mến Chúa và tha nhân mạnh liệt hơn. Ngày Sa-bát, tức là ngày Hưu Lễ, có nghĩa là ngày chúng ta có thời gian để tham dự vào sự nghỉ ngơi bình an nơi Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta đi ngược lại, tức là chúng ta tự để mình rơi vào cảnh nô lệ cho luật lệ. Đây cũng chính là lời nhận định của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn có thêm được một ngày mới được tràn đầy an vui.